Như em được biết thì với những cái chi tiết hoa văn, ví dụ hình lá, hình hoa này, khi mà chúng ta làm bằng sắt thì rất là khó, thường sẽ không làm được. Với lại là sẽ nhanh bị hoen rỉ vì bảo dưỡng rất là khó đúng không anh? Với những cái chi tiết bằng bằng gang hoặc bằng nhôm đúc thì chúng ta dễ dàng đúc bằng khuôn, rất là dễ dàng và thuận lợi. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng gang ở đây vì cái chi phí của nó so với thằng nhôm nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ngoài ra thi công nó dễ hơn. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ban truyền thông công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để quay lại một cái hạng mục mà bọn mình đã thi công ở đây, chính là thi công về các hạng mục liên quan đến sắt mỹ thuật nhá, để giới thiệu với mọi người. Thì ngay bên cạnh mình đây chính là anh Giao, đây là bên đội thi công các sản phẩm về sắt mỹ thuật cũng như là các hạng mục về sắt của bên mình. Thì em xin phép được chào anh ạ. Thì hôm nay anh Giao cũng là người đứng chỉ đạo thi công cái công trình này. Thì anh Giao có thể giới thiệu mọi người là công trình này quy mô như nào và cái hạng mục mà mình đang làm ở đây là những cái hạng mục nào là mình đang là thi công, thiết kế và thi công được không anh? Được. Thì cái hạng mục ở nhà Bách ở dưới Kinh Thành đây thì thi công những hạng mục là cửa cổng sắt mỹ thuật, mái kính, chấn song cửa sổ trong nhà và hệ thống hàng rào. Toàn bộ được làm bằng sắt mỹ thuật. Toàn bộ sắt mỹ thuật. Vâng, ok. Thế chúng ta sẽ cùng đi từng hạng mục và anh có thể chia sẻ mọi người một chút nhé. Thì đầu tiên trước khi chúng ta vào bên trong nhà, chúng ta sẽ đi qua một cái cổng. Thì cổng ở đây cũng khá đặc biệt và nhìn rất là lạ mắt đúng không các bạn? Thì anh Giao có thể giới thiệu qua mọi người về kích thước cổng không? Thì đầu tiên thì như em thấy đây là công trình của nhà bác là một khuôn viên là biệt thự nhà vườn đúng không anh? Là mái Nhật mà phong cách là tân cổ nhẹ nhàng. Thì cái cổng ở đây là cũng được làm bằng hệ mái Nhật hết. Cột vuông to khỏe không ạ? Những cái phần hoa văn, những cái chi tiết đấu đây cũng rất là gần guốc đúng không ạ? Và cổng được thi công bằng sắt nghệ thuật thì nó sẽ đảm bảo với khuôn viên những cái công trình biệt thự là thường mọi người sẽ làm như này đúng không anh? Đúng. Anh giới thiệu qua mọi người về cái kích thước của cổng này với cách mà mình đã làm ra những sản phẩm này, cấu tạo của nó một chút được không anh? Thì cái bộ cửa cổng này thì được thiết kế là bằng khung hộp, khung chính ấy, là hộp 50 x 100 kết hợp với những khung chi tiết ở bên trong là cái xương phụ đây không ạ? 50 vâng. x 50 và chi tiết được uốn bằng sắt đặc 16-16 uốn và kết hợp với những cái hoa gang đúc và hoa tôn dập. Và cái sản phẩm cửa cổng này thì được sơn tĩnh điện màu sần đồng theo ý của bác gia chủ. Và cái kích thước của bộ cổng này thì kích thước có kích thước chiều rộng là 2,5 m, chiều cao ở bên trong đó là 2,1 m, chiều cao ở giữa đỉnh đó là 2,8 m. Thì trong cái cổng này có những cái chi tiết nào ngoài là sắt không anh? Anh có thể giới thiệu mọi người, tại vì là cái thường em thấy là sắt là nó rất là cứng và rất là dễ rỉ sét, nên đặc biệt là những cái cấu kiện thi công khó là sẽ không thể làm được bằng sắt. Thì cái bộ cổng này thì ngoài sắt ra thì có những chi tiết là chi tiết gang đúc và đây, những cái phần lá đây đúng không ạ? Lá gang đúc. Rồi. Còn chi tiết hoa văn là hoa tôn dập. Thì anh có thể chia sẻ với mọi người biết là vì sao mà chúng ta lại sử dụng là gang đúc là kết hợp với lại cái phần sắt mỹ thuật của mình được không anh? Thì có lý do gì? Thứ nhất là về cái vấn đề là để tạo cái kết cấu của cái giữa cái sắt và cái gang. Các chi tiết đấy. Độ hàn của nó thì nó bám dính hơn là sử dụng bằng gang. Thì giữa cái thằng sắt với lại gang nó rất là mình hàn thì liên kết với nhau nó tốt. Dạ. Chứ với nhôm thì không thể hàn được. Nhôm thì thường khéo phải đính đúng không anh? Bắn vít. Rồi. Và như em được biết thì
với những cái chi tiết hoa văn, ví dụ hình lá, hình hoa này, khi mà chúng ta làm bằng sắt thì rất là khó, thường sẽ không làm được. Với lại là sẽ nhanh bị hoen rỉ vì bảo dưỡng rất là khó, đúng không anh? Với những cái chi tiết bằng gang hoặc bằng nhôm đúc thì chúng ta dễ dàng đúc bằng khuôn, rất là dễ dàng và thuận lợi. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng gang ở đây vì cái chi phí của nó so với bằng nhôm nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Ngoài ra thi công nó dễ hơn, chắc chắn hơn. Đúng không anh? Đúng ạ. Và tổng thể chi tiết này thì em thấy là cái phần thi công ở đây thì anh có gì lưu ý không? Tại vì em thấy rất là nhiều những công trình, đặc biệt là những cái công trình nhôm đúc, thi công cái phần bản lề này hay bị bung hoặc là sẽ bị nứt cái phần mà liên kết giữa bản lề với lại cái thằng tường cột này. Thì hiện tại mình đang thi công theo cách nào mà anh giải thích, chia sẻ mọi người chút không? Thường thường ấy, thì sử dụng những cái bộ cổng sắt mỹ thuật hoặc là bộ cổng nhôm đúc. Nặng đúng không? Rất là nặng. Nên cái kết cấu của cái phần phối ở trên nó rất là quan trọng. Thứ nhất là nếu mà mình có thể là có những gia chủ mà khi trước khi đổ cột là bảo mình đến hoặc mình đã chỉ cho là đặt một cái bản mã, cái chờ cái bản lề đấy đúng không? Thì sau đó rất chắc. Còn nếu mình không đặt trước ấy thì mình sẽ phải hàn gia cố để tạo thành cái V ôm ở hai bên góc cạnh này, táp cái ke đúng không anh? Nó sẽ đảm bảo được cái độ đẩy ra để vào như thế này, nó không bị lung lay và nó giằng lấy nhau thì nó rất là khỏe. Sau đó mình cũng phải dùng liên kết bu lông để mình táp vào hai mặt nữa đúng không anh? Đúng rồi. Và bên dưới chân quay ở đây thì mình cũng là liên kết trực tiếp với lại cái phần sân hoàn thiện của gia chủ đúng không anh? Đấy thì các bạn cũng có thể tham khảo cái cách bên mình đã, nhất là thiết kế cái mẫu cổng này. Đấy, rất là hài hòa, phù hợp với công trình siêu phẩm như đây đúng không ạ? Và cái liên kết cổng đây thì các bạn cũng lưu ý, nếu mà các bạn làm được trước thì tốt đúng không? Mình chờ ra cái phần bản lề, còn không thì sẽ xử lý như bọn mình đang làm ở đây nhá. Thì bây giờ xin mời mọi người vào cái hạng mục tiếp theo mà bên Kisato đã thi công thiết kế cho gia đình. Thì đây là cái khu vực là nhiều công trình là người ta sẽ dùng chòi đúng không? Chòi lục giác, còn đây là mình làm cái hệ mái kính này nhìn cho nó được nghệ thuật, nó được thẩm mỹ hơn đúng không anh? Thì anh thể giới thiệu về kích thước của cái phần mái kính sắt nghệ thuật này cho mọi người được không anh? Cái kích thước cái mái kính này thì có chiều dài nó là 5m. Rồi. Chiều rộng là 4m. Còn hai đầu thì có cái vòm đua ra để nó cho nó tạo cái sự mềm mại cho cái điểm nhấn đúng không? Cái khung sườn là sử dụng bằng khung hộp 40x80. 80. Kết hợp với những cái chi tiết mà cắt CNC hoa văn. Cái này là bắt buộc là mình phải sử dụng máy CNC thì mới cắt được như thế này đúng không anh? Em thấy là cũng là toàn là những cái ô đúng không anh? Được liên kết với nhau bằng những cái mối hàn đúng không? Ở mối hàn đây mình đang sử dụng cái hàn công nghệ hàn gì anh nhỉ? Với những sản phẩm mà ở xưởng để chuyển hết đến thì sử dụng bằng máy hàn mic. Máy hàn mic đúng không? Có ưu điểm gì so với những cái xưởng hàn nhỏ hay là những cái xưởng mà người ta đang làm nhỏ lẻ không anh? Thì cái máy hàn mic thì cái đặc điểm tối ưu của nó, thứ nhất là nó làm tốc độ hàn nó nhanh. Rồi. Cái thứ hai là nó sẽ trong cái mối hàn nó không bị rỗ mối hàn. Rồi. Trong cái mối hàn rất đẹp và nó rất là chắc. Đúng rồi. Để hợp với sử dụng trong sắt hộp. Rồi. Đấy thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng mà chúng tôi thi công, gia công cái phần này máy kính này nhá anh. Anh chia sẻ bên trên là cái phần đây là mình kính hay là bằng nhựa đây nhỉ? Cái phần nộp đây là dùng bằng nhựa polycarbon. Cái đằng này thì nó cũng rất là bền đúng không? Với lại là nó cũng lấy được đầy đủ ánh sáng bên dưới đây, chống mưa nắng đều rất tốt đúng không anh? Tiếp theo là cái phần cột này là mình đang đây là bằng chất liệu gì đây? Cái cột này thì đang sử dụng bằng cột 100 vuông 100x100. Toàn bộ ở đây là sơn gì, sơn tĩnh điện hết cho anh nhỉ? Cái mái kính này sơn tĩnh điện. Công trình này mình thi công từ thời điểm nào đến bây giờ đây? Đã lâu chưa? Em nhìn thấy vẫn còn rất là mới. Công trình này thì cũng vừa mới thi công xong. Mới thi công xong đúng không? Ok. Thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo một cái mẫu mái kính sắt nghệ thuật. Đấy thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để các bạn có thể tham khảo từng những cái chi tiết được bọn mình tư vấn thiết kế và bác chủ nhà, gia chủ duyệt rồi bọn mình mới thi công được. Đấy, rất là nhiều những công đoạn để bọn mình có thể ra được cái sản phẩm thực tế như này, cũng như là những cái công nghệ từ hàn rồi từ sơn nó cũng phải có sự khác biệt để có thể cạnh tranh với những cái đơn vị khác, cũng như là mang thêm nhiều cái giá trị cho khách hàng. Chúng ta sẽ đi qua thêm một cái hạng mục nữa là cái hàng rào
kết hợp với trông này đây anh nhỉ. Cái diện tích mà hàng rào mình thi công cho gia đình đây là bao nhiêu mét đây anh? Tổng hệ thống rào này là nó vào 20 mét. Thường thì em thấy ví dụ như các công trình người ta tự làm hay là những cái công trình khác là những cái vị trí bổ trụ đây mọi người hay làm mấy cái trụ bê tông luôn đúng không? Đúng. Nhưng mà vì sao mình lại làm như thế này để có mục đích đó, cho nó đồng bộ hay là có cái lý do gì để mình làm cả một tuyến như thế này? Thực ra là nếu mà sử dụng cả một cái tuyến vậy mà nó có cứ có cái cột bê tông thì nhìn trông nó rất là xấu. Mà cả một cái dàn như thế này nhìn thì nó theo một cái hệ thống nó rất là đẹp. Nhìn nó sang hơn rất nhiều không anh? Như bây giờ thêm một cái cầu bê tông tông ở đây nữa thì chia ô ra nó ngắt đoạn ra đúng không? Thì cái đây thì cũng gần như là mình làm giống như cái phần cổng như đúng không anh? Đúng. Ở đây thì đa số cái chi tiết là bằng sắt. Cái đây là mình uốn là thủ công hay là có cái cách gì để uốn ra tạo ra những cái đường cong rất là mềm mại như này không anh? Cái này thì uốn thì mình sử dụng bằng máy hết. Cái này có đòi hỏi tay nghề đội thợ không anh? Chủ yếu máy làm hết? Không, vẫn phải có thợ làm chứ. Thí dụ như mình từ nung xuống cho vào máy và mình phải chỉnh máy để rồi mình đặt cây sắt vào thì nó phải uốn được ra. Những nói chung là máy nó sẽ hỗ trợ mình hỗ trợ. Cái lực uốn thôi. Còn lại là mình phải về điều chỉnh. Đúng. Từ cái... Rồi, ok. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì mình hy vọng là những cái sản phẩm đấy, bọn mình đã thiết kế cũng như thi công ở đây có thể hữu ích với tất cả mọi người, là sản phẩm để các bạn để tham khảo, hoàn toàn có thể áp dụng cho công trình của nhà mình. Đấy, nếu các bạn cũng đang có nhu cầu thi công hệ thống cổng hàng rào bằng sắt mỹ thuật đúng không ạ, những cái hệ chòi đúng không ạ, khu máy kính thì cũng có thể liên hệ bọn mình theo số hotline bên dưới để anh em mình sẽ tư vấn thiết kế và thi công cho các bạn. Hiện tại thì trụ sở Kisato ở khắp 63 tỉnh thành này các bạn hoàn toàn yên tâm, cũng như là có thể liên hệ bọn mình 24/24 để bọn mình có thể hỗ trợ nha. Alugento, một thương hiệu con của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, chuyên thiết kế, thi công cổng, hàng rào, lan can, nhôm đúc, sắt mỹ thuật trên khắp 63 tỉnh thành. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Alugento không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý đội ngũ nhân sự. Đến nay, Alugento sở hữu hệ thống xưởng sản xuất sắt mỹ thuật, nhôm đúc tiên tiến, hiện đại với quy mô lớn, được trang bị đầy đủ các thiết bị, được đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm đẩy nhanh quá trình thiết kế, thi công, sản xuất. Chúng tôi sử dụng máy cắt CNC công nghệ cao tạo ra khuôn gỗ sắc nét tinh xảo trong từng chi tiết. Công nghệ đúc chân không giúp tạo ra sản phẩm có bề mặt mịn, không chứa lỗ khí với hoa văn tinh xảo, khắc phục toàn toàn nhược điểm của phương pháp đúc thông thường. Kèm theo đó là các phương pháp sơn tĩnh điện hiện đại giúp các sản phẩm có màu sắc nét, không xảy ra tình trạng bong chóc lớp sơn ngoài, chịu được các tác động của thời tiết giúp sản phẩm bền đẹp theo năm tháng. Bằng sự tận tâm, tận lực, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về giá thành. Chúng tôi tin tưởng với sự nhiệt tình, tâm huyết, hành động bằng trái tim, Alugento sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng về sản xuất, thi công, cổng, hàng rào, lan can, nhôm đúc, sắt mỹ thuật, từng bước khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường.